Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2006 và chúng ta có một buổi sinh hoạt Phật Pháp chót trong cái mùa Vu Lan năm nay tại chùa Hải Đức. Chiều nay quý vị có khỏe không? Ăn cơm no chưa? Quá no. Thì hôm qua mình có nói tới phước đức, công đức, phải không? Mà nói chưa hết, giờ mình nói tiếp. Giờ quý vị nào có nhớ được phước đức là gì không? Ai biết được? Ai trả lời sơ sơ thôi. Nhớ được chút gì cho em biết đi. Để em biết là hôm qua giờ mình nghe rồi mình cũng còn đó chứ. Còn nhớ không? Không có đây mà nhớ. Thôi bây giờ Pháp Hòa xin tiếp tục. Phước đức á, là những cái việc làm mà cho chúng ta làm rồi chúng ta tạo ra cái phước, phải không? Mà cái chữ đức á, là cái thái độ, cái thiện lành, cái tư cách khi chúng ta làm để nó sanh ra cái phước. Phước đức thì dễ biết rồi, nên mình làm việc gì giúp đỡ cho ai thì gọi là phước. Còn công đức á, thì căn cứ vào cái chuyện mà chúng ta tu hành. Thí dụ như là mình thấy người ta bố thí làm lành, mình không có làm được mà mình tùy hỷ, chứ không làm gì hết, tùy hỷ theo, vui theo người ta thôi, thì gọi là công đức. Thí dụ như ở chùa để cái thùng phước xương đó, gọi là tùy hỷ công đức. Tức là tùy quý vị vui vẻ, quý vị muốn cúng bao nhiêu vô cái thùng đó, người ta cũng nhận hết trơn. Một đồng cũng được, 5 đồng cũng được, 10 đồng cũng được, là tùy hỷ công đức. Không có cần phải đưa tới tận mặt rồi mình phải bỏ 5-10 đồng vô đó, rồi cái người kia, người bên cạnh thấy anh này giàu nứt vách mà cho có 5 bạc, tôi là tôi nghèo hơn anh mà tôi cho được 10 đồng. Thành thử vô tình ra cái đó là không phải làm công đức nữa, mà là cái gì? Cũng không phải phước đức nữa, mà là cái gì? Ganh tị hay là sao? So sánh, phải không? Hơn thua mà bố thí. Tại vì thấy cái người kia bỏ 5 đồng, mình phải hơn người ta một chút. Mà cho dù bỏ vô trong cái thùng này, mà ví dụ như người ta để 5 đồng mình đứng mình thấy rồi đó, cái mình lợi mình cũng xè 10 đồng đó, mình làm cho người ta thấy rằng anh hả có 5 bạc tôi tới 10 nè, phải không? Như vậy có phải là tùy hỷ chưa? Cũng chưa phải là tùy hỷ. Cái đó là do cái sự gì? So sánh hơn thua bố thí cũng không có được, không tốt. Cho nên mình làm không được, không có cúng ai được đồng nào hết, mà mình tùy hỷ cũng có công đức. Rồi thí dụ như mình gặp những cái cảnh khổ, mình nghĩ rằng mình vô phước quá, phải vậy không? Thường thường mình nghĩ vậy đó. Gặp những cái cảnh khổ, mà nhất là ví dụ như là vợ không tốt, hay là chồng không tốt, hay con không nghe lời, hay là làm ăn không có được thuận ý, cái mình nghĩ sao? Mình vô phước, mình mới không được như vậy. Đúng rồi, nghĩ như vậy cũng đúng đó, chứ không có sai đâu, phải không? Nhưng mà bây giờ không lẽ cứ nghĩ vậy hoài rồi cứ ôm ấp cái buồn cái khổ hoài sao? Mình tu là mình phải chuyển hóa cái tâm buồn khổ đó chứ. Cho mình nghĩ vậy nè, mình kiếp trước á, không có gieo, cho nên đời này hiện tại đây mình không có được hưởng. Rồi bây giờ á, biết đó là nghiệp, xong rồi mình nguyện đi, trả cho hết, phải không? Mà khi mà nguyện trả cho hết thì như là sáng mình nói, trong khi mà trả đó lòng cũng thanh thản mà trả. Như vậy có công đức không? Có công đức. Vậy công đức căn cứ vào đâu? Căn cứ vào cái công năng tu hành của mình. Đó. Rồi thí dụ như mình gặp những cái nghịch cảnh, mình buồn phiền, đừng có buồn, nghĩ rằng đó là cơ hội cho mình tạo cái công đức. Bởi vì mình không có tiền của bố thí, nhưng mà giờ đây gặp những cái cảnh khổ để mình huấn luyện cái tâm tu của mình, đó là công đức. Quý vị hiểu ý không? Cho nên công đức á, nó sâu hơn phước đức một chút. Nhưng mà nếu mà mình đã có làm phước rồi mà có tu nữa thì sao? Công đức gì? Vô gì? Vô lượng. Ta gọi là vô lượng công đức đó. Vô là không, lượng là đếm.
Vô lượng là không đếm được. Mà không đếm được từ đâu? Từ cái chỗ chúng ta làm mà chúng ta không có trước cái tướng, phải không? Chúng ta trước là bị dính mắc đó. À, rồi thí dụ như bị người ta mắng, mình hiểu rằng á, mình bị người ta mắng, cái mình nói rằng trời ơi, tôi đâu có làm gì nó, tôi đi chùa tôi tu không mà nó cũng chửi tôi nữa. Mình nghĩ như vậy đó. Nhưng mà nên nhớ như thế này nè, mình hằng ngày mình nguyện Đức Quan Âm á, là học cái hạnh lắng nghe của Quan Âm đó, phải không? Cho nên người nào mà mắng mình một câu á, đừng có buồn, nghĩ rằng mình có cơ hội cho người ta trút cái bầu tâm sự. Vậy thì người ta có phước mới gặp mình. Tại vì chửi mình nhịn, chửi người ta, chửi người khác ta mắng lại làm sao? Trời ơi chị, mình nói bụng cứ đừng lại gặp ta, chị chửi nữa đi. Nói vậy cái thì người ta nghĩ chắc mình là đang chọc tức chọc, không? Mình cứ nghĩ trong bụng vậy thôi nha. Mình cứ nghĩ rằng không, thí dụ nên quý vị mới nhớ Pháp Hòa kể quý vị nghe cái nguyện là như thế nào. Như có cái cô đó cổ lên cổ than á, là cuộc đời con sao khổ quá, từ ngày có chồng tới giờ không có một ngày hạnh phúc. Thì cổ mới tâm sự, cổ nói là đi làm về đủ tiền, có một cuối tuần là ông chồng mất tích 3 tháng. 3 tháng trở về xe không còn, tiền không còn, trong băng không còn, casino cúng hết. Xong rồi về nhà lấy tiền vợ hay là tiếp tục đi làm đủ số nào đó mất tiêu nữa. Thì Pháp Hòa mới nói á, biết đâu chừng đây là cái nguyện của chị. Tại vì ổng làm vậy mà nếu mà gặp cô khác chắc cổ tự vận rồi. Còn chị sống được tới ngày nay là chị cũng can đảm và chị cũng có nhiều cái sức mạnh tâm linh lắm. Thôi nguyện trả tiếp đi. Không? Tức là giống như người ta mắng mình á, nếu có nhiều khi mình nói may là nó gặp tôi á, nó gặp người khác là chết rồi. Phải không? Có nhiều khi mình nói vậy đó, phải không? Có nghĩa là mình tự mình khoe mình sao? Tự mình khoe mình hiền. Nhưng mà có hiền thiệt không? Có hiền thiệt không? Không. Thành thử ra mình còn nghiến răng, may nó gặp tôi á. Thành thử ra quý vị biết không, thành thử khi mà một người mà mắng mình á, là mình biết rằng mình có cơ hội cho người ta trút cái niềm đau nỗi khổ của người. Mình có phước lắm mới được nghe đó. Chứ đâu phải ai muốn nghe là được đâu. Cho nên á, khi cho người ta được, khi mình cho được người ta cái nghe của mình, cho người ta được trút cái niềm đau nỗi khổ của người ta là mình phước đức. Mà mình tập cái tâm mình nó không có hù hận người ta là công đức. Cho nên trong phước đức nó bàn bạc cái công đức. Mình làm một cái việc gì cho ai, mai mốt người ta không có nghĩ tới mình, không có sao. Chính vì người ta không nghĩ cho nên mình mới công đức trọn vẹn. Ta gọi là viên mãn. Còn nếu mà người ta trả mình thì có nghĩa là sao? Có cái sự qua lại rồi, phải không? Cho nên mình làm cái việc gì cho ai, cứ để bình thường. Pháp Hòa chưa mà có nói với quý vị trong chùa đó, bất cứ việc gì trong thế gian này, có đôi khi chúng ta không cần phải lên án kết tội. Cái gì nó không chánh nghĩa, một thời gian nào đó làm sao? Tự động nó phải bị đào thải. Khi nó còn không còn phù hợp trong quốc gia, trong xã hội, của thế giới nữa, thì tự nó đi. Mà nếu khi chúng ta nói nhiều chừng nào á, thì sao? Chuốc oán, chuốc họa càng nhiều. Để cho nên á, người ta thường dạy như thế này. Mình mà có được cái địa vị á, không? Mình đừng có khinh khi cái người khác. Tại vì làm như vậy á, phải không? Mình khi mình ở trong cái địa vị tốt, đừng có khinh khi người quân tử, tại làm như vậy là thất đức, tổn cái đức của mình, phải không? Còn nếu như chúng ta ở trong địa vị tốt đẹp thì cũng đừng khinh khi kẻ tiểu nhân, làm như vậy là mang họa. Tại sao? Người quân tử người ta không mắng rủa lại mình, người ta không trả đũa mình thì chính mình bị tổn đức. Còn nếu mà kẻ tiểu nhân đã nói nó tiểu nhân thì sao? Nó sẵn sàng nó hạ bệ mình bằng mọi cách. Mình đem lấy chén kiểu mà đi chọi với chén đá thì có phải là mình lỗ không? Đó. Vì vậy cho nên muốn công đức trọn vẹn thì đừng nghĩ ngợi gì hết khi chúng ta làm cho ai bất cứ việc gì. Không nghĩ ngợi đây có nghĩa là đừng có đặt cái ơn cái nghĩa với người. Đừng có lo, nó không có chạy đi đâu hết. Trái nó chín thì tất nhiên nó phải rụng. Không cây lấy cây chọt nó cũng rụng nữa.
Phải không? Mà nhiều khi mình đang đứng đứng mình không nghĩ nó rụng, mở rụng cái mình sầu riêng nữa. Sầu riêng đó là đang đứng đứng nó rớt xuống cái trúng con mình không trúng ai đó, đó là sầu riêng chứ gì nữa. Vậy cho nên có những cái chúng ta không cầu mà được. Bây giờ mình nói ví dụ như là hôm rồi đây, Pháp Hòa vừa về đây thì Pháp Hòa nghe bác Minh Ấn qua đời. Mà bác đâu có nghĩ rằng Minh Lộc hay là cũng không nghĩ rằng mình sẽ được thỉnh một thầy đến nữa. Mà tự nhiên bác mới vừa nhắm mắt có 5-10 phút sau thì một vị thầy đi đến với một đạo hữu, định bụng là đến thăm thôi. Ai ngờ đâu đến là tiễn đưa bác giờ phút cuối. Rồi có thầy đó ở đó lo cho bác cả cái đám. Mà bác có expect cái chuyện đó không? Và gia đình có expect cái chuyện đó không? Không. Vậy thì cái phước nó có không? Nó có, nhưng mà khỏi cầu nó vẫn đến. Và có những cái như vậy chúng ta gọi là bonus. Đó là cái đó là cái gì? Có những cái đó là cái mà nó bây giờ nhà cửa nó cất, nó hay có cái bonus room đó, không? Rồi cho mình thêm cái phòng. Vậy cho nên, nhưng mà nói như vậy cũng có nghĩa là cái đó là không phải do mình tạo đâu. Do mình tạo đó. Phải không? Nhưng mà tại vì mình tạo nhiều cho nên mua nhiều được bớt. Phải không? Buy one mà get one free. Nhưng mà nếu you không buy là no nothing free. Phải không? Phải vậy không nè? Thành thử ra cái free đó không phải là tự nhiên nó free. Có nghĩa là mình cũng đã bỏ cái gì ra rồi mới được free. Đời là nó vậy. Thì trong nhân quả cũng như vậy. Có một cái vị Phật tử đó lên than. Hôm nay trời ơi sao cuộc đời của con khổ quá. Hỏi khổ gì? Con có khổ gì nhiều, con khổ tình không à. Cái hỏi khổ sao? Nói cái hồi đó sao bây giờ con gặp cái người này con thương quá, mà người này không biết có thương con thiệt sao mà thấy cứ cà lơ mà con đem hết lòng hết dạ con thương người này. Cái Pháp Hòa mới nói có gì đâu. Hồi xưa cũng ỷ sắc nước hương trời, chim sa cá lặng cũng làm bao nhiêu người điêu đứng, thành thử giờ phải trả thôi. Thầy biết coi bói hả? Có nghĩa là nghĩ là mình nghĩa là chắc biết coi bói sao nói trúng quá. Pháp Hòa nói trời cái chuyện nó có gì đâu bói toán. Xong cái chị nói nhưng mà khổ một cái á, khi mà con còn trẻ phải không, không cho con trả đi, bây giờ con già rồi, con lớn tuổi rồi, con muốn dừng bước giang hồ để mà con có một mái gia đình thôi mà không cho con được tội nguyện. Nói ủa mượn thì phải có lời chứ, nếu mà còn trẻ đó mà chấp nhận này thì nó chuyện thường, phải đứng tuổi một chút khi mình muốn dừng thì nó lại không cho mình dừng, nó bắt mình phải đi vào cái quỷ lão đó. Cái đó là gì? Mượn là phải trả lời. Trong cái nhân cái quả nó cũng vậy. Nếu chúng ta gieo cái việc lành thì nó cũng được những cái bonus của việc lành. Nếu chúng ta gieo cái việc dữ thì nó cũng phải có những cái bonus của việc dữ. Phải không? Phước bất thường thường là phước bất trùng lai, mà họa vô đơn chí là vậy. Vì chúng ta mượn, nếu chúng ta chấp nhận mượn của những người cho vay ăn lời cao, đã chấp nhận mượn là phải chấp nhận trả, mà nó nhớ trả là lúc nào cũng trả hơn cái số mượn. Lành cũng vậy, mà thiện không thiện không lành cũng vậy. Cho nên á, khi mà chúng ta làm một cái việc gì á, chúng ta không cần phải đặt thành vấn đề, tự quả nó sẽ có. Phải không? Giống như Pháp Hòa nói, khi mà mình để gạo, để nước, bật lửa đúng thì chắc chắn phải có nồi cơm thôi, chứ không có còn nghi ngờ gì nữa hết. Vậy cho nên á, cái công đức á, là cái việc làm mà do chính cái tâm niệm của mình. Có nhiều khi á, mình không có làm gì hết trơn á, mà cái tâm của mình sanh hoan hỷ với mọi người xung quanh thôi, công đức cũng vô lượng. Bởi vì cái công đức đó nó thể hiện, nó căn cứ trên cái sự tu tập của mình. Còn cái phước đức là do chúng ta có làm, có làm cái gì đó cho người. Thí dụ như mình sống ở trong một cái đoàn thể với nhau. Bây giờ mình nói người tu trước đi. Người đi xuất gia sống chung một chùa, mình có phước, phải không? Mình mới được cạo đầu mặc áo vào chùa sống trong một đoàn thể tăng. Rồi bây giờ có phước rồi, bây giờ phải vô trong đó mà tạo công đức. Có phước đức được đi tu, mà phải tu như thế nào để có công đức để tiếp tục có cái phước mà hưởng nữa. Mình vô trong đó chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tự mình không cần ai mà đẩy mình ra hết, tự mình sao cũng không có phù hợp với cái đoàn thể và cái chúng tu học đó.
Cho nên mình đi vào trong một đoàn thể mình tu, mình xuất gia cũng vậy. Ở trong chùa, chúng như thế nào, mình như thế nấy. Chúng ăn, mình ăn. Chúng ngủ, thì mình ngủ. Ăn cực, mình ăn theo cực. Chứ không phải ai muốn cực, cực tôi, và tôi đi kiếm bổn đạo riêng, tôi thủ trong phòng, tôi đồ ngon. Thấy không? Tối quý vị ngủ, tôi trùm cái mền, tôi làm vài miếng, no bụng, tôi đi ngủ. Mình sống vậy á, dù lén lút hay ho cỡ nào đi cũng có ngày sao cũng bể phát giác à, không? Hồi đó mấy chú mới vừa vô chùa ở đâu chừng tuần tháng gì đó, cái Pháp Hòa để ý mấy chú đi ngủ đêm nào cũng đứng ngay phòng của mấy ông làm gì, sao đánh răng rồi mà vô phòng rồi Pháp Hòa nghe rột rạo rột rạo. Bữa nọ Pháp Hòa đi vô thấy mỗi ông trùm với cái đèn pin, quý vị có làm gì không? Lột chocolate ăn sô cô la. Pháp Hòa tốc cái mền lên thì một ông cầm cái đèn pin, một ông lột rồi. Pháp Hòa mới nói, trời đất ơi, con đánh răng để làm cái gì mà con đi vô đây con ăn. Nếu con muốn ăn thì con chỉ cần nói là thầy cho ăn thôi, phải không? Thành thử ra, Pháp Hòa mới nói là muốn ăn thì đi ra ngoài, ngồi đàng hoàng ăn. Mình đâu có ép uổng chi cái chuyện đó, phải không? Thành nữ ra hỏi ăn bao lâu rồi, dạ 2 tuần rồi. Vậy thì 2 tuần trước ngon lành tưởng mình ai không biết đâu, nhưng mà lộ. Pháp Hòa kể cái chuyện vui nữa cho quý vị nghe. Hội Việt Nam á, ban đêm quý vị có nhớ mấy cái xe cần xé bán bánh mì không, trùm một cái miếng vải lại rồi rao bánh mì nóng hổi đây. Ta rao như vậy đó, thì mấy chú ở trong chùa đó thèm ăn bánh mì lắm, tối đói bụng lắm, để hùng lại mỗi ông chút vậy nè mới đủ tiền đi mua bánh mì. Mà bữa đó làm gan nha, bữa nay mình làm thử ngổ bánh mì thịt cho nó ra làm sao. Cái quý vị biết không, rồi cái bữa đó trời mưa à, quý vị biết là cái áo mưa Việt Nam mà đang bằng cái lá tre lá trúc không, tức là cái áo rồi đang rồi cái trùm phủ ngoài đội cái nón lá vậy nè. Thì đi lại cái bà mà bán bánh mì á, thì bà đâu có biết ai là ai đâu. Bà mới hỏi chú ơi chú mua cái gì chú. Cái chú kìa ổng định nói một ổ mì thịt biết không. Cái ổng cà lao nói dạ một ổ bánh mì không. Biết tại sao ổng mua bánh mì không không? Tại ổng tưởng ổng bị lộ rồi, thì cái bà kêu chú. Bởi vì cái bà bán bánh á, thì bà bình thường hễ đàn ông mà kêu chú, đàn bà kêu cô, thì mấy ông tiểu ở trong chùa thì hồi nào giờ cũng được kêu chú không à. Tới khi mà ra cái hỏi chú mua gì, nó chết cha, mình cải trang rồi mà vẫn biết mình dân chùa. Là thử thay gì kêu bán ổ bánh mì thịt, không nói dạ một ổ bánh mì không. Là thử ra đi về hỏi sao mua, bà biết tao mày ơi. Là cái gì mà mình làm mà lén lút mà thế nào? Không, nhiều khi không ai chọt mà nó cũng tự nó lộ. Cho nên quý vị biết á, là cái công đức á, người ta thường ta gọi là phước thì là phước điền. Phải không? Điền là gì? Điền là ruộng. Phước điền là ruộng phước. Cho quý thầy đắp cái y á, có sọc. Từng cái ô đó, đó là từng cái mảnh ruộng, từng cái thỏa ruộng. Rồi Phật tử mà gieo vô trong đó đó, là gieo cái gì? Cúng dường đó, là gieo hạt vào cái miếng ruộng đó. Cho nên quý thầy đắp đó, gọi là phước điền y. Cái y đó là cái y phước điền. Y là áo chứ có gì đâu, áo ruộng phước. Rồi Phật tử mà cúng dường là gieo vào trong đó. Rồi quý thầy nhận, quý thầy phải làm gì? Phải có bổn phận gìn giữ, chăm sóc những cái hạt giống mà Phật tử gieo trồng. Chứ không phải sung sướng gì nhận cho về cả đống cả làng rồi không chăm bón đâu. Quý vị hiểu ý không? Ngày xưa ông vua Lương Võ Đế xây chùa, đúc tượng, đúc chuông, làm rất nhiều công đức phước đức. Ông gặp tổ Đạt Ma từ ở bên Ấn Độ mới sang. Ông hỏi vậy chứ, trẫm xây chùa nhiều, đúc tượng rất nhiều, in kinh ấn tống rất nhiều, vậy trẫm có công đức không? Thì Tổ Đạt Ma trả lời là không có công đức. Ông buồn quá, vì ông nghĩ rằng ông làm việc đó mà tổ không khen.
Nhưng mà tại vì ông muốn cầu cái phước gì? Cái phước hữu lậu. Hữu lậu đây là cái phước hưởng có thời gian nó hết. Nhưng mà tổ muốn nói với ông á, nếu ông muốn có công đức thì ông đừng đặt bao nhiêu cái chuông ông đã đúc, bao nhiêu quyển kinh ông đã làm, bao nhiêu tượng Phật ông đã tạc. Ông cứ im lặng như vậy, tự nhiên công đức nó làm sao? Đầy đủ. Ông có phước đức lắm rồi, cho nên kiếp này mới được làm vua. Thì bây giờ có tiền làm vua thì cứ gì tiếp tục và làm phước đức, và không nói gì hết thì công đức và phước đức nó tăng trưởng. Cho nên có những người rất giàu nhưng cũng rất dễ thương. Tại sao vậy? Tại vì rất giàu là do phước đức, mà rất dễ thương là do công đức. Mà người có như vậy là phước đức và công đức luôn luôn có mặt trùm phủ cho nhau. Giống như nãy bà nói, người ta nói nặng mình một câu, phải không? Theo như người khác á là giận. Rồi gì nữa? Hận, thù, ghét. Bây giờ mình phải bố thí cái đó. Cho nên trong kinh Phật nói đó, mình phải bố thí mắt, bố thí tai, bố thí mũi, bố thí miệng, vân vân. Bố thí đây là gì? Bố thí có nghĩa là móc ra đưa. Bố thí đây có nghĩa là người ta nói lời nặng đừng nghe, bỏ qua cho người ta, gọi là bố thí tai. Quý hiểu không? Nhìn người ta thông thường thấy phát ghét lắm, hay thấy nguýt người ta, giờ đừng thấy nguýt nữa, phải không? Để cho người ta khỏi phải than, đừng nhìn em bằng cặp mắt buồn vời vợi, phải không? Lúc nào mình cũng nhìn người ta bằng cặp mắt yêu thương, gọi là mắt thương nhìn cuộc đời. Đó là cặp mắt của ai? Cặp mắt của Quan Thế Âm. Từ nhãn thị chúng sanh. Từ nhãn là mắt thương, thị là thấy, chúng sanh là mọi người. Lấy con mắt thương mà nhìn mọi người. Được như vậy thì dù chúng ta không cho ai đồng nào, nhưng chúng ta đã cho người ta cái sự xả bỏ của mình, cái sự hỷ xả của mình. Đó là phước đức. Và do mình tu tập lắm mới được như vậy, gọi là công đức. Trong phước đức nó có công đức. Cho nên tổ trả lời với vua Lương Võ Đế rằng ông có không có công đức, không nghĩa là không có. Có phước đức nhưng mà thiếu công đức. Tại ông hay khoe quá đi, phải không? Thành thử ra mình làm cái việc gì á, mình đừng khoe. Mà khoe thì tự nhiên nó làm sao? Nó giảm. Mình phải tập cái tánh á, việc gì mình làm được mình làm. Mình làm không được để người khác làm. Người khác làm hoan hỷ theo việc của người khác. Bởi vì chúng ta không thể nào ôm đồm tất cả mọi việc. Giống như một nhà thầu, khi người ta thầu xây cái nhà cho mình, không có nghĩa là cái ông thầu đó ông có thể làm tất cả những công việc. Ông chỉ là cái người thầu cái công trình cất nhà, nhưng ông phải đi mướn ai? Đi mướn người làm drywall, làm tường, đi mướn người làm nóc, đi mướn người làm sơn. Đó, ông phải mướn nhiều thợ lắm đến mới thành tựu được căn nhà của mình. Có phải vậy không? Trong một gia đình cũng vậy. Không thể nào vợ mà có thể làm tất cả được việc trong gia đình, hay ngược lại, chồng vợ phải cùng làm với nhau, sắp contract với nhau. Đó thì nó mới được một cái gì? Một cái construction đầy đủ. Bởi vì nếu mà là một người mà làm quá nhiều việc thì chắc chắn việc làm đó không có được kỹ càng. Một người mà phải lo chu tất cả công việc thì chắc chắn phải có thiếu sót. Giống như một đứa con, cha coi buổi sáng, mẹ coi buổi chiều. Mẹ lo cho con ăn, cha lo cho con học. Mẹ giặt đồ, cha xếp đồ. Như vậy thì sao? Trong nhà luôn luôn nó có một cái sự vây truyền trong vấn đề công việc. Giống như Pháp Hòa có các chú ở chùa. Đâu phải lúc nào con mắt của Pháp Hòa nó cũng chăm chăm vô mấy chú được đâu. Làm sao mình dính mấy chú được? Cho nên khi nào Pháp Hòa có mặt thì coi sóc mấy chú việc này. Nhưng mà có những việc thâm cung bí sử là trong phòng á, là ai biết? Mấy ông sư huynh lớn biết. Mà mấy ông sư huynh lớn mà biết thương em mình, không để cho em mình hư, thấy cái gì sai là phải lên báo cáo cho thầy biết liền, để thầy kịp thời thầy dạy, không bao che. Nếu mình thương em mình bao che, không mét đó, thì sao thầy không biết? Vì thầy đâu có ở trong phòng, thầy đâu có vô phòng thầy ngủ đâu. Cho nên có những cái ngoài triều thì thấy nó sáng sủa lắm, phải không? Nhưng mà trong cung á, nội thâm cung bí sử bên trong thì nó loạn. Quý vị có thấy được cái điều đó không? Cho nên á, gia đình mình
cũng là một cái thầu, một cái thầu để làm nên gia đình. Chồng phải có một việc, vợ phải có một việc, và con cái cũng phải có việc. Ai cũng có công việc trong nhà hết thì cái nhà đó mới yên. Trong chùa cũng vậy, mỗi người một việc mà cùng nhau góp cái công việc đó làm cái phước. Và mạnh ai nấy nghĩ rằng mình đang tạo phước, mà cố gắng tạo cho tròn cái quả phước. Bằng cách nào? Bằng cách dụng công tu hành trong khi làm phước. Thì được như vậy thì phước đức có mà công đức cũng có. Mà công đức nằm trong phước đức, phước đức nằm trong công đức. Được như vậy thì sao? Cái chùa nó thịnh, Phật pháp nó tồn tại. Quý vị thấy được cái chỗ này không ạ? Cho nên á, mình làm mà không tính, quả nó tự nhiên. Bên Thiên Chúa gọi là Thiên Chúa sẽ trả công bội hậu. Chúa sẽ trả công cho mình một cách rất là đáng. Là tại vì sao? Vì mình đã làm một cách rất chân thành của mình. Tại sao mình đi chùa mình làm công quả, làm rất nhiều, nhưng mình như mình không thấy quả đâu hết trơn. Thì lúc đó mình đừng có trách ai, mình đừng có phiền ai, tự mình hỏi lại mình. Thế thì trong khi mình làm phước đó, mình gọi là mình làm công quả đó, mà quả gì mới được chứ? Trên đời nó có nhiều thứ quả lắm, phải không? Quả lựu, quả bơm, quả tạ, phải không? Thành thử ra mình phải hỏi coi mình đã gieo cái quả gì. Có một cái người bán cam, quảng cáo cam. Cam tôi rất đẹp, rất ngon. Mà thật, ông biết dưỡng sao mà trái cam rất đẹp. Người ta nhìn là người ta nghĩ rằng trái cam này là hết xíu, hết sảy thôi. Mua về, thì có cái ông đó đi mua trái cam về, ông cắt ra, ngửi thì rất thối, bên trong nó hư nát hết trơn. Ông mới đem là ông mắng cái ông bán cam. Nói tại sao ông bán cam, ông quảng cáo cam ông ngon, mà cắt ra nó không ra gì hết. Thì ông bán cam mới nói, có thế mà cũng đi mắng vốn. Tôi bán cam bao nhiêu năm nay cũng như vậy, mà không ai mắng vốn, có mình ông à. Vậy mà cũng đi nói. Tại sao có những người nhìn như quan võ, thấy không, mà dạ nước có chiến tranh không ra ứng tác, ngồi ở trên cái nhung lụa, đi khắp phố phường, ra đường rất bệ vệ. Có những ông quan văn nhìn rất thư sinh, rất đẹp tướng, nhưng mà khi đất nước cần chẳng đóng góp được vu toan nào cho đất nước, thấy không? Mà tại sao có thế à? Thế thì nhìn những cái người đó không phải nhìn giống như vàng, giống như bạc, giống như cẩm thạch kim cương sao? Mà bên trong có gì là cẩm thạch kim cương đâu, sao ông không nói? Mà tôi có một trái cam bề ngoài nó đẹp mà ở trong nó thối, ông cũng tới ông mắng tôi. Như vậy thì cái ông bán cam đó, ông cũng đã bất bình cái xã hội. Nhưng mà ông phải lấy cái hình ảnh trái cam để ông làm gì? Ông dạy cho đời. Có cái ông đó, ông cầm cái cây đuốc cũng đi ban ngày, người ta mới nghĩ ông khùng. Người ta lợi người ta mắng ông, sao mà khùng quá, ban ngày mà cầm đuốc. Ông nói trời, trời nắng chang chang sáng sủa như vậy mà tôi cầm đuốc vậy, các anh chưa hiểu sao? Vậy quý vị có hiểu được cái chỗ đó không? Hồi xưa ở Việt Nam mình có ông Bùi Giáng. Ông ăn cắp đồ của người ta, ta ruột, ta mắng, ta chửi ông. Ông nói trời ơi là trời, mất cả nước nó không la, mất con củ khoai nó chạy nó giật. Quý vị có biết Bùi Giáng không? Ông nhà thơ Bùi Giáng Việt Nam. Thành thử ra mình phải coi chừng lại mình, phải không? Có đôi khi á, mình có cái dáng vẻ bên ngoài nhìn như mình rất là có công, nhưng mà thật sự ra mình nghĩ mình hiểu lầm mình. Mình cứ tin cái vẻ bề ngoài của mình rất là công đức, nhưng mà thật ra mình chỉ có công thôi mà không có đức. Tại vì không có cái hạnh, mà không có cái hạnh thì làm gì có cái đức. Cái đức là do cái hạnh nó tạo nên. Mà nếu mà không có được cái việc đó thì chỉ được cái bề ngoài, như là cái trái cam nhìn rất đẹp nhưng mà ở bên trong nó hư rồi.
Phật tử mình cũng vậy. Mình tu á là để mình nhìn lại mình. Mỗi một cái việc làm là để cho mình nhìn lại mình. Cho nên Pháp Hòa mới làm cái bài thơ mà để khi làm trong bếp. Khi nấu nướng là phải giữ gìn chánh niệm. Có tăng thân là hiện hữu giúp mình. Mỉm miệng cười như đóa hoa xinh, giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Bao phiền não giờ ta bầm chặt. Khi mình bầm mình chặt á, thay vì mình nghiến răng, thấy không? Thì bây giờ mình cứ quán bầm chặt những cái phiền não. Bao phiền não giờ ta bầm chặt. Có nướng, có chiên, có xào, có luộc. Nướng, chiên, xào, luộc chính vô minh. Cái vô minh á, nó trùm phủ trong khi chúng ta đang làm công quả mà chúng ta không hay, không biết. Nghĩ rằng làm cho chùa, nhưng mà trong khi làm mình dằn vật, mình coi thầy phải mang ơn mình, mình phải coi thí chủ đàn na xung quanh, mọi người phải nhớ mình, phải biết mình, vân vân và vân vân. Cái đó là cái gì? Đó là vô minh. Xin lỗi, cái chữ vô minh đây mà không có nghĩa là phong mình, Pháp Hòa nghĩ rằng mình thông minh mà mình đi nói người không phải vậy. Đây là mình nói chung cho tất cả chúng ta. Khi một cái tâm niệm không an lành nó bao phủ mình thì chắc chắn tràn ngập những cái không có sáng suốt. Mà không sáng suốt thì hành động cũng không khéo léo, lời nói cũng không khéo léo. Bởi vì sao? Bởi vì tâm tư lúc đó đã không khéo léo. Mà không khéo léo thì hành động và lời nói nó phá hủy hết. Cho nên thường thường á, quý vị thấy không, có nhiều người á, công rất nhiều nhưng mà không ai ghi công hết, tại vì thiếu hạnh và thiếu đức. Quý vị có từng thấy những cái sự việc như vậy không? Trong khi mà chúng ta làm việc xã hội, làm việc từ thiện, mà nhất là chúng ta mang danh Phật tử nha. Trời ơi, cái gì chứ? Hai chữ Phật tử không phải dễ mang đâu. Bởi vì sao? Người ta bắt buộc mình đủ thứ hết trơn á. Mình đi ra đường mà mình thái độ của mình thiếu một chút xíu thôi, nó đó, Phật tử đó. Mà còn nếu mà người nào mà rành mình nữa, đó Phật tử cái chùa đó đó. Còn rành sư phụ mình nữa, đệ tử cái thầy đó đó. Chết luôn. Thử ra mình mà không khéo là mình làm cho sao? Hai danh từ Phật tử không phải dễ mang đâu. Phải không? Cho nên muốn làm tất cả những cái việc lành, chúng ta phải nên cẩn thận. Chúng ta phải rất là quán cho kỹ, cho sâu. Còn không thì việc làm rất nhiều nhưng chúng ta không được gì hết. Rồi chúng ta đau khổ, chúng ta buồn phiền, chúng ta nghĩ rằng mình làm quá trời luôn mà thầy không bao giờ ngó ngàng tới mình, Phật tử không ai đếm xỉa tới mình, là tại sao biết không? Ta ngán mình quá. Tại sao mình không có nghĩ lại mình? Có nhiều người lên nói, trời bây giờ con chắc con ở nhà quá, hỏi sao vậy? Ai con cũng không hợp hết trơn á. Tại sao? Là vì mình không hợp với ai. Chứ đâu phải không ai hợp với mình. Tại vì chính mình không hợp với ai hết. Có nhiều người nói, tôi thấy hình như giờ ai cũng ưa tôi hết á. Mà biết nói câu đó mà cũng còn chưa lại sao? Chưa quán là mình. Mình ăn ở làm sao, mình nói năng làm sao mà người ta không thương được mình nữa. Phải không? Thành thử cái đó cũng phải nên để ý lại. Khi mà chúng ta làm được cái việc đó, không nghĩ không tính, phải không? Mà có thật sự có tu trong cái việc làm, phước đức có, công đức có, thì chưa có gọi là công đức vô lượng. Và khi chúng ta làm tất cả công đức rồi, bắt đầu chúng ta làm gì nữa? Chúng ta hồi hướng. Muốn công đức vuông tròn thì khi việc làm chúng ta phải chia sẻ với người khác. Giống như muốn công việc nó trôi chảy thì phải làm sao? Phải chia việc cho người ta làm. Thí dụ lễ Vu Lan hôm nay, một mình cô Diệu Tuấn không thể nào mà làm tất cả việc. Hay là một mình bác Minh Kính, hay một mình chú Nguyễn Thánh được, phải không? Chú Nguyễn Thánh là phải có phụ trách bật cái nút lên để nó hát cái bài Bông Hồng Cài Áo. Rồi chú kia vừa thấy nhạc cái là làm cái gì? Bưng mâm bông ra gắn cho người ta.
Tức là mỗi người một việc thì tự nhiên cái lễ nó làm sao? Nó một cách rất là trôi chảy. Trong cuộc đời của mình cũng vậy. Mình cũng phải có nhiều người góp sức cho chúng ta làm được việc. Chúng ta đừng có quan niệm không mở thì chợ cũng đông. Đừng quan niệm như vậy. Ai cũng nghĩ như mình thì chợ đông với ai? Vì mình biết nghĩ như vậy cho nên người ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên đám cưới chờ hoài chờ quỷ chưa có ăn. Là tại vì thôi đi sớm chi vô đó chờ. Mình biết nghĩ như vậy thì người khác cũng nghĩ như vậy. Cho nên người ta mời 6 giờ mà lúc nào 8 giờ mới ăn. Vô ngồi đó meo răng luôn. Không? Vì ai cũng nghĩ như vậy. Cho nên á, mình phải chia sẻ với mọi người. Trong tất cả. Giống như nãy Pháp Hòa nói vậy, chồng, vợ, con cái phải chia sẻ với nhau. Có những cái á, quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa nói với mấy chú, thầy có thể làm được tất cả công việc chứ không phải không đâu. Nhưng mà thầy muốn chia sẻ với các con. Để chi? Một là các con được học hỏi những cái việc làm. Mai mốt vắng thầy, tụi con vẫn làm được. Hoặc là đi đến đâu, người ta cần việc gì, mình vẫn lăn xả vào đó được. Và chúng ta không sống ỷ lại người khác. Thứ hai, các con ở trong chùa, các con ăn của đàn na tín thí, thì các con phải có góp phần công quả. Không có đóng tiền, đóng bạc, thì góp cái công của mình vào, gìn giữ ngôi tam bảo này. Pháp Hòa thấy, xài một cái gì mà mình không có biết tiết kiệm của tam bảo, tự nhiên mình buồn. Mình buồn là quá cực khổ để mà có một cái gì đó cho ngôi tam bảo mà không biết giữ gìn. Pháp Hòa thường hay ví dụ, các bác bỏ công sức vào chùa, ngồi bào từng củ cà rốt, bào cái vỏ xong bào ra thành sợi, sợi xong rồi đâu phải một món cà rốt không đâu, củ sắn cái này món kia đem đi xào lên, xào cho ngon, rồi một người nhúng bánh tráng, một người lặt rau, một người để vào cuốn, đem ra cho Phật tử khác thỉnh lại. Vào những cái dịp lễ, bán 4 cuốn với 1 chén tương gói cho kỹ 2 đồng bạc. Cực biết bao nhiêu công mà kiếm có 2 đồng bạc. Thầy trò mình đi vào trong một cái tiệm bán nước, lấy một chai nước ra 2 đồng bạc. Mình nói ví dụ như vậy đó. Người ta công xương kiếm 2 đồng, mình thản lờ trước 2 đồng đó. Có những lúc thầy không dám xài, mà thật như vậy. Có những lúc thèm một miếng kẹo, dù chỉ 35 xu, nhưng mà cứ cầm lên cầm xuống rồi rốt cuộc bỏ một túi đi về, chứ không ăn viên kẹo đó. Vì mình nghĩ thôi, nhịn chút, đi về nhà cho nó có, mình ăn cũng được. Nhiều khi mùa đông mình thấy một cái áo mình thích 10 đồng bạc thôi, nhưng mà cứ cầm lên cầm xuống mình nghĩ trời ơi, mình mua cái áo 10 đồng mà mình đã từng gửi về Việt Nam hộ cho một thầy 10 đồng một tháng. Tháng tháng có 10 đồng, mình cái áo 10 đồng mà mình cũng có chứ. Thôi không mua, để lại. Đã nhiều lần như vậy. Thì Pháp Hòa hay ví dụ như vậy cho các chú thấy. Quý vị hiểu ý không? Cho các chú thấy để mà mình làm cái gì. Khi mình làm cái gì mình cũng phải có một cái sự suy tư. Và chúng ta đem cái công đức đó mình chia sẻ với mọi người, gọi là hồi hướng đó. Quý vị hiểu không? Hồi hướng. Thí dụ như mình có cái lọc ăn, mình đâu ăn một mình chia sẻ với người, đó cũng là một cái công đức. Và chúng ta đã thực hiện được cái gì trong Pháp Lục Hòa? Lợi hòa đồng quân. Mình chia sẻ với người. Vậy cho nên á, chúng ta có học hỏi được, chúng ta cũng không giấu giếm, chúng ta chia sẻ với người, gọi là hồi hướng đó. Bây giờ trong đạo Phật, hồi hướng là gì? Hồi là xoay lại, hướng là nhắm đến. Mình xoay lại cái việc mình làm, thấy được cái gì, hồi lại cho bên kia. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, muốn hướng cho đại chúng ở đây một ly nước, Pháp Hòa phải hồi lại, tức là nhìn lại coi mình có bao nhiêu nước, chứ không phải nhắm mắt nhắm mũi mời ăn cơm mà trong khi đó nhà còn có một chén cơm. Tức là trước khi, mình ví dụ cho dễ hiểu đó, trước khi mình muốn hướng ra
thì mình phải hồi lại. Trước khi mình muốn nhìn lỗi của người, mình phải làm sao? Nhìn mình trước chứ đã chứ. Mình là ai mà phê phán người ta tốt xấu hay dở? Cho nên muốn, đây là Hòa nói ví dụ trong cái vấn đề hồi hướng đó. Hồi là xoay lại, hướng là nhắm đến bên kia. Nghĩa là đem cái công đức lành ta làm được để hướng về cái mục đích tự lợi và lợi tha. Hồi hướng trong đạo Phật có 4 cách. Một, chúng ta gọi là hồi nhân hướng quả. Cái hồi hướng á cũng như là một cái nguyện của mình vậy đó. Tại vì nếu mà mình làm xong mình không có nguyện á thì cái việc làm của mình nó cũng hơi thiếu, nó chưa trọn. Giống như làm cái lễ đám cưới thì vợ chồng phải có cái gì? Phải có cái lễ nguyện với nhau. Anh nguyện hay là em với anh cùng nguyện, chúng ta cùng chia sẻ cái gì đó, những lúc khó khăn, những lúc thành công vân vân. Cho nên khi làm việc gì cũng phải có cái nguyện. Mà nếu mà không có nguyện, làm cũng làm vậy mà lơ mơ đó. Giống như ăn chay không nguyện á thì mình cũng ăn cũng được chứ không phải không sao. Nhưng mà nó khó bền, ai rủ đâu mình sau đó, phải không? Còn mình có nguyện thì mình sẽ cố gắng mình giữ hơn. Cho nên hồi nhân hướng quả là sao? Là mình tu các cái hạnh lành là nhân, hồi đến quả vị cao tột gọi là quả. Thí dụ như là mình niệm Phật là nhân, hồi hướng Tây Phương tịnh độ là quả. Nguyên hiểu ý không? Mình ăn chay là nhân. Cái nhân á, ăn chay là nhân. Một lúc nào đó tâm mình nó bình lặng, nó bớt những cái sát khí, những cái tánh nóng dữ trong người mình là và quả. Mình tụng kinh là nhân, liễu đạt lý của Phật là quả. Chứ đừng có khi dễ chuyện tụng kinh. Tại vì nếu không tụng thì làm sao biết kinh? Thay vì mình không tụng kinh thì mình ngồi mình đọc kinh, tụng đọc giống nhau. Nhưng mà có người ta thích tụng có ê a, có người thích mở kinh ra ngồi đọc. Không sao, đọc tụng gì cũng được. Miễn trên đường tu không nương kinh Phật thì làm sao mà tu. Cho nên nhiều khi á, mình á, xem kinh mình đem đi giảng, cái người thấy người nào gõ mỏ tụng kinh cái mình chết, đâu có được. Mình cũng có đọc kinh mình đem kinh cho mình giảng chứ. Thì người kia người ta không đọc thì người ta tụng. Tụng đọc là nhân, minh Phật lý, lý của Phật dạy trong kinh là quả. Quý vị có hiểu hai cái chỗ đó không? À, hồi hướng có một cách là hồi nhân hướng, hướng quả. Chúng ta làm một cái việc gì lành, hướng về quả cao tột. Thí dụ như làm việc gì cũng hồi hướng, mà hồi hướng đó mình cầu tùy theo cái nguyện của mình. Cái điều thứ hai là hồi tiểu hướng đại. Tức là mình dù một làm việc thật nhỏ nhưng mà mình biết hướng về cái quả Phật. Quý vị biết Pháp Hòa thực hiện cái hồi hướng này, hồi tiểu hướng quả. Quý vị biết Pháp Hòa thường hướng làm sao không? Pháp Hòa hay hướng vậy nè. Mỗi khi Pháp Hòa làm cái việc gì tốt á, trong lòng Pháp Hòa hay nguyện: con nguyện cho Pháp giới chúng sanh, những người hiện còn biết hướng về Phật Pháp, những người quá vãng siêu sanh tịnh độ. Cái người quá vãng siêu sanh tịnh độ, nhưng mà cái người còn hiện tại biết hướng về Phật Pháp. Tại sao vậy? Bởi vì ai cũng hướng về Phật Pháp hết thì thế giới này nó thanh, thanh bình. Hướng về Phật Pháp không có nghĩa là ai cũng chạy vô chùa cạo đầu hết, không đủ gạo nuôi đâu. Ai cũng biết phát cái tâm mình đến cái nẻo lành. Có khi Pháp Hòa không nói Phật Pháp, Hòa nói cầu cho tất cả mọi người đang còn trên trái đất này biết hướng lòng mình tới nẻo thiện. Chỉ cần lòng người ta hướng về nẻo thiện thôi thì mình nhẹ khổ, mình bớt khổ nhiều lắm. Ví dụ như giờ Phật tử nào mà vô chùa ai cũng thiện với nhau hết đi, thầy có đỡ mệt đầu không? Đỡ lắm chứ, khỏi xử nhiều.
Không có phải ngày nay nghe người này mắng vốn chuyện này, ngày mốt phải xử chuyện kia. Cho nên Phật tử mà thương thầy là cứ sống hòa bình với nhau đi, là thầy còn sống thọ. Chứ còn nếu mà cứ gây hoài là thầy cũng đi sớm, vì ông cứ xử hoài. Ông nói trời ơi trời, tôi ở ngoài mà tôi có vợ thì chắc tôi cũng xử lắm giỏi lắm 5 đứa con thôi, chứ còn vô đây tôi xử một nhà kiểu này tôi die soon, chết sớm. Phải vậy không? Cho nên mình ở nhà mà xử một cái gia đình thôi á thì mình còn thấy đỡ hơn thầy. Thầy xử nhiều người quá mà người nào cũng là Phật tử, giờ bỏ ai? Cho nên đừng có nghĩ thầy thương người này thầy không thương người kia. Ai thầy cũng thương như nhau. Mà chính vì thương như nhau cho nên thầy sao? Èo uột. Đó. Cho nên hồi tiểu hướng đại, đó là cái mà Pháp Hòa thường hồi hướng đó. Dù một việc làm rất nhỏ nhưng cũng hướng về cho tất cả mọi người biết quay về với nẻo thiện. Quý vị muốn thì có thể học theo cái nguyện này. Làm bất cứ việc gì cứ cầu cho tất, mà tất cả mọi người trong đó có ai luôn? Có cha mẹ, anh em, bà con, quyến thuộc của mình hết. Cho nên nói chung cầu cho tất cả mọi người biết hướng về nẻo thiện. Ai cũng nẻo thiện hết thì mình thiệt không còn gì mà phải lo nữa. Nẻo thiện đây là gì? Phật tử làm bổn phận Phật tử, thầy biết làm bổn phận thầy, trò biết làm bổn phận trò, chồng làm tròn bổn phận chồng, vợ tròn bổn phận vợ. Đó là Phật đạo chứ gì nữa. Là thành đạo là thành những cái gì mà chúng ta đang ở trong cái vai trò đó. Như hồi sáng qua nói đó, mình đã là tất cả những gì mình muốn. Bây giờ mình chỉ cần sống những gì mình đã thành. Mình muốn become a monk đó. Giờ mình là become a monk rồi thì cứ be a monk. Mình muốn become một cái gì đó trong xã hội, mình đã được become. Be who you are. You already became. Cái thứ ba là hồi tự hướng tha, là chẳng vì cầu riêng cho mình mà còn cho tất cả nữa. Như cái câu mà đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo vậy đó. Cho nên mình mà mỗi lần mình tụng kinh mình phục nguyện đó, nhớ không? Phục nguyện nói tràn gian đại hải, chuyện nhà chuyện cửa nói xong rồi cũng phải kết thúc một câu là sao? Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Mình nguyện Nam Mô Di Đà Phật. Thứ nhất con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, kẻ thác siêu lên người còn mạnh giỏi. Nguyện cho mình chứ gì đó. Thứ hai con nguyện phần con khỏe mạnh no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời thác về cõi Phật. Khùng quá. Thứ ba con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh ba, tinh đạo Di Đà và ăn chay niệm Phật. Ba cái nguyện. Rồi có điều khi mình nguyện nào là Phật Nhật thì tăng huy, Pháp Luân thì thường chuyển, phong điều vũ thuận, là mưa hòa gió thuận đó, đất nước thì bình an. Ô cha, mình không biết mình tụng kinh, lát kéo cái chân qua bên này, lát mình ẻo cái lưng mình lật có còn mấy trang. Đó là mình tụng kinh là mình ngồi mình đếm chữ, đếm trang nha, đếm giờ đếm giấc, mà tới hồi nguyện là không sót cái gì hết trơn. Gia đình mình đó nghe, mà 20 người là mình đọc không sót một tên. Cái một lát sau mình nói Nam Mô Di Đà Phật, con mới quên đứa cháu nó mới sanh tuần rồi. Đó là mình áp thêm, mình cộng thêm một đứa mới tuần rồi nữa. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái đó là một cái hình thức cho chúng ta hồi hướng đó. Nhưng mà cuối cùng rồi thì phải pháp giới. Tại sao? Tại vì có như vậy thì công đức mới trọn vẹn. Còn mình chỉ sống cho mình không, chưa có đủ. Quý vị thấy rất rõ, chỉ một bài kinh 4 câu thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, cũng dạy cho mình đầy đủ rằng đừng sống cho riêng mình, mà phải sống cho ai nữa? Phải sống cho người nữa. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình, tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim. Đất nước rất cần một trái tim. Đất nước đó là ai? Là lãnh thổ gia đình mình. Cần một trái tim. Có thể mình đi làm về, mình giục cái check đó cho bà xã muốn làm gì làm,
mình không ngó ngàng chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện con, chuyện cái chưa có đủ. Vì đó thiếu trái tim, và đó chỉ mới có phước mà không có công. Và mai mốt mình lớn lên đừng kể công với con, là tại vì mình chỉ cho nó cái vật chất mà chúng ta không cho nó cái gì? Cái tinh thần, cái đầm ấm. Cho nên cho nó vật chất chưa đủ, phải cho nó cả tinh thần. Cho vật chất là ban phước, chăm sóc tinh thần là ban cái đức. Vậy thì phước đức hằng ngày mình gieo vào đứa con. Quý vị có thấy rõ cái chỗ đó không? Hay lắm. Nó bàn bạc trong đời sống hằng ngày của mình, chứ nó không có đâu xa hết. Chứ không phải cái chuyện mà ngồi trong chùa tụng một thời kinh nó hồi hướng cho đâu đâu. Ngay trong gia đình của mình. Có ai còn thắc mắc chỗ này? Có hiểu ý Pháp Hòa nói chỗ này không? Hồi tự hướng tha là đừng cầu riêng cho một mình. Cầu được, nhưng mà cuối cùng phải làm sao? Cho tất cả mọi người nữa, phải không? Cho tất cả mọi người nữa. Nguyện Phật hộ trì dắt người mê mộng, tránh đường lợi dụng, rửa bụi trong danh, mộ sự tu hành, giữ bề giới luật. Niệm niệm A Di Đà Phật, ngày ngày dũng mãnh tinh thần, không tham không sân, biết tà biết chánh, điều thoát ngoài vòng mê tín, thải vào trong nẻo không môn, phước thừa lưu lại tử tôn, cõi tịnh về theo Phật tổ. Đó là nguyện chứ gì nữa. Mấy câu đó xưa lắm rồi đó, xưa lắm, mấy chục ngàn năm về trước là những ông cụ bà lão là nguyện câu đó không. Có nhiều người ra thắp nhang cái bàn thiêng, cây nhang dài như đây mà nguyện xong còn chút. Bởi vì biết sao? Vì bắt đầu ra Nam Mô A Di Đà Phật, con lại chín phương trời, mười phương Phật, Phật Tổ, Phật Thầy, Phật Tiên, Thần Thánh, cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thí, huệ khẩu, gì là một lèo. Bắt đầu con của con, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn Sòi, Nguyễn Văn Mít gì đó, cháu nội, cháu ngoại, cháu cố gì đó không. Rồi bắt đầu hàng xóm láng giềng. Quý vị thấy không? Rất hay. Mặc dù nhìn cái hình thức mê tín, nhưng cái tình cảm giữa người đồng bào sống với nhau rất đẹp. Đó là đạo Phật đó. Đừng có nghĩ đạo Phật là cái chuyện gì cao tột. Đạo Phật là khi mình biết làm cái gì mà mình biết lân mẫn tới người khác. Xếp hàng lấy cơm, thấy phía sau mình còn rất nhiều người, mặc dù món này mình rất thích, nhưng thôi miếng trước đi. Rồi khi dư trở lại còn mình ăn, hết bữa khác ăn. Lân mẫn và biết nghĩ tới người khác, Phật đạo ngay khi lấy cơm. Vì mình biết ăn mà còn biết chừa cho người khác, chứ không phải được phần mình rồi thôi. Quý vị thấy không? Hồi hướng ở đâu? Có cần tụng hồi hướng không? Không. Hồi vào mâm thức ăn, hướng về người phía sau, gọi là hồi hướng đó. Nhìn vào cái trước, biết người còn phía sau. Có một bài thơ, có nhớ có hai câu. Bữa ăn no đủ thế này, biết người ở lại hôm nay thế nào. Đó là khi mình ra nước ngoài, mình ăn sung túc, mình còn nhớ người ở Việt Nam. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, lúc Pháp Hòa viết một vài câu cái suy tư mình về Tết đó, thì Hòa nhớ, Pháp Hòa viết cái câu nó như thế này. Năm nay Tết về. Bài văn trong đầu mình nó nghĩ thôi, chứ không phải làm thơ. Mình không biết là ở quê nhà mình, những người đồng bào, những cái đứa bạn cùng lứa với mình, năm nay nó có được chiếc áo ấm như mình không? Tại vì cái thời đó, năm 86, 87 khổ lắm. Lúc mình đi là mình biết bạn mình còn ở Việt Nam rất khổ. Cho nên có những bữa tiết về khi Tết, mình nhìn ra cửa sổ, mình nhớ tới những người bạn của mình còn ở Việt Nam, thì tự nhiên trong đầu mình nó có những cái tư, những cái ý niệm, những cái tư tưởng về những người đó, thì mình lại viết ra. Mà hồi lúc đó mình không có nghĩ ngợi là mình từ bi, mình có gì, cứ trong đầu mình nó nghĩ cái gì. Bây giờ mình nghiệm lại, hình như cái đó cũng là một loại từ bi, một tấm lòng thương lân mẫn và hồi hướng. Khi mình làm một cái việc gì, mình nghĩ tới mình có được mình là mình hồi nè. Nhìn lại mình hướng về người kia, có được như vậy không, gọi là hồi hướng. Cho quý vị thấy, đâu phải
chỉ có tụng kinh niệm Phật hay làm cái gì mới đủ khả năng hồi hướng đâu. Trong đời sống của mình vẫn có khả năng hồi hướng bằng mọi cách. Giống như hồi chiều này Phật tử mời đi ăn cơm, dư đồ ăn quá chừng, mình hướng về cho người còn ở nhà không có đi, đó cũng là một loại hồi hướng. Quý vị có hiểu và nói không? Cho nên khi làm cái gì không phải chỉ một mình mà còn nghĩ tới người khác, cái đó gọi là hồi tự hướng, hướng tha. Tha đây là tha gì? Tha nhân bên ngoài. Cái thứ tư là hồi sự hướng lý. Hồi sự hướng lý là khi chúng ta tụng kinh lại Phật, tham thiền, học đạo, những cái công việc hàng ngày chúng ta làm mà chúng ta đừng chấp vào sự hay là tướng. Chấp sự cũng khổ mà chấp lý cũng khổ. Chấp sự là sao? Bắt cái này nó phải đúng như vậy, bắt cái kia nó phải đúng như vậy thì mình cũng phiền nếu không được như vậy. Phải không? Bởi vì nói ví dụ ha, chấp sự là vậy. Mình ăn phở là bắt phải có tương, phải có tương ớt, chứ còn tương mà tương xay, tương gì cũng không thích, phải đúng cái tương hoi sinh sót hay cái gì đó mới đúng điệu. Rồi phải có đúng mấy cọng rau quế, phải có đủ gò gai. Thì cái đó mình khi mà thiếu cái mình ăn tô phở mình cảm thấy sao? Ăn chứ thấy nó chẳng ra gì hết, mình bực bội, mình khó chịu. Cái đó gọi là chấp gì? Chấp sự. Có những lúc đầy đủ thì sống theo sự, nhưng mà nếu mà không có sự, không đủ thì phải làm sao? Phải cầu lý, thôi kệ, ăn để mà no. Hai cọng gò gai, thiếu mấy lá quế cũng chẳng sao. Sống được vậy thì mình sao? Nhẹ nhàng vô cùng, thoải mái vô cùng. Mà chúng ta không đầy đọa ai hết thì cái đó gọi cũng là một loại hồi hướng. Còn nếu đầy đủ thì sao? Bắt người này phải làm như vậy, bắt người kia phải cung phụng đủ kia. Tự mình sao? Chưa hồi mà hướng tùm lum hết, hướng bắt người ta phải làm cho mình. Cái đó gọi là chưa phải là người hồi sự hướng lý. Thí dụ như tụng kinh phải có cái chuông. Mình nói ví dụ vậy đi. Không có chuông dùng khánh, không có khánh dùng mỏ không. Được không? Có sao đâu. Hồi đó nha, Pháp Hòa đi tụng kinh cho cái gia đình đó. Bữa đó 30 Tết, sắp sửa giao thừa, đùng cái bà già đầu xóm mà mất, không mời được ai tới tụng. Bởi vì ai ta cũng lo chùa người ta chứ, họ quýnh quán hết trơn. Họ nói họ nhớ trực lại, trong xóm mình có thằng nhỏ mới biết tụng kinh. Lúc đó Hòa khoảng 10, 11 tuổi vậy thôi. Đi vô kêu Pháp Hòa ra tụng. Pháp Hòa đâu có chuông mỏ gì đâu. Thôi cũng tụng, mượn chuông mỏ của ai đó ra tụng. Tụng xong rồi cái thời gian sau, tụng xong cái đám đó, cái họ mới lấy, họ mới mua cho Pháp Hòa được cái mỏ. À cái mỏ Pháp Hòa mua, họ cho Pháp Hòa cái áo tràng. Không có cái chuông, Pháp Hòa lấy cái khánh, cầm cái khánh đây, ngồi tụng. Tới chỗ nào có cần thỉnh chuông, dở cái khánh lên, thỉnh vô đây cái tiếng chuông. Có sao đâu, hồi trước không có chuông mỏ mình cũng tụng được. Bây giờ có cái mỏ, cái khánh là hạnh phúc lắm rồi. Nếu mình bắt phải có chuông, tức là mình cũng còn vào cái sự. Nhưng mà nếu có đầy đủ dùng, không có sao hết. Phải không? Cho nên cái mà chúng ta được cái công đức trọn vẹn là chúng ta biết khi nào dùng sự, khi nào dùng lý, cái nào cũng cần. Được như vậy thì chúng ta mới đủ để hồi hướng. Thí dụ như mình đi đến mà hộ cho người ta, mình hộ niệm đó, gọi là hộ niệm, mà có tiếng chuông, tiếng mỏ, cái tự nhiên cái thời và thời kinh đó, đó âm ba nó cũng hòa điệu, và làm người nghe là sao? Thanh thoát tâm hồn. Như vậy thì cái sự mà chúng ta đã thực hiện đó, nó có đạt được lý không? Đạt được lý rồi là người nghe được thanh thoát cái tâm hồn. Còn nếu chúng ta chấp vào cái lý, chúng ta nói khỏi thì thôi khỏi ăn luôn. Tại vì ăn chi mất công, rồi mai mốt lát 2-3 giờ sau cũng bỏ ra, thôi khỏi ăn. Phải không? Cho nên trong đời này sự lý phải đầy đủ. Đừng có bắt cái gì cũng phải là sự, cũng đừng bắt cái gì cũng phải là lý. Hồi cái sự, nhìn lại cái sự để hướng đến cái lý, hoặc ngược lại, hồi cái lý để được cái sự. Quý vị hiểu ý không? Như vậy thì chúng ta đã hiểu hồi hướng chưa?
Mình nhắc lại bốn cách hồi hướng nha. Đầu tiên là gì? Hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha, và hồi sự hướng lý. Đó. Hồi nhân hướng quả, làm cái nhân để được cái quả. Nhân gì mình làm, nhìn lại đây, nhân gì thì chúng ta sẽ biết chúng ta hướng về, đang hướng về quả nào. Chúng ta đang mỗi ngày vẫn giữ câu niệm Phật là chắc chắn rằng cái hướng của chúng ta đi là hướng Phật, hướng Bồ Đề, chứ không bao giờ có cái khác. Chúng ta hồi là việc làm của chúng ta, đang làm cái gì đấy? À, mỗi ngày mình cũng làm, nhưng mà hình như mình đã pha chế khá nhiều phiền não. Hồi cái đó lại để biết rằng mình đang hướng cái chỗ nào. Mình đang hướng về Bồ Đề gai phiền não. Hồi nhân hướng quả, hồi cái tiểu hướng cái đại. Thấy không? Dù một việc thật nhỏ nhưng chúng ta cũng biết hướng về cái nẻo lành. Chẳng hạn như đời này mình chăm sóc sức khỏe bệnh cho người ta, cái mình nói tôi mong, mình nghĩ trong lòng thôi, hồi hướng về kiếp sau tôi được trẻ đẹp, được không? Cũng được vậy. Tại vì cái việc làm rất nhỏ là mình xoa dầu, massage cho người ta, việc nhỏ thôi. Nhưng mà theo cái nguyện của mình mà nó hướng về đó. Thấy không? Hồi cái tiểu hướng cái đại. Có nhiều khi á, làm một việc rất nhỏ nhưng mà người ta nhớ ơn mình hoài. Tại vì ngay lúc đó người ta rất cần mình. Chẳng hạn như mình thấy một bác nọ có một lần đi hành hương. Ta nói Phật tử mình nó khổ nhiều chuyện lắm. Kể hoài kể không hết. Đi hành hương mà dành chỗ ngủ, vô cái người này dành chỗ kia, người kia dành chỗ nọ, cái con bác nó, bác mới vừa xà xuống đó cái bị người kia đuổi, cái bác ngồi bác khóc bù lu bù lo, bác nói trời ơi trời, tôi ở nhà con cháu tôi nó cung phụng tôi, nó đâu có cho tôi đi mà tôi cãi tôi đi, để rồi đây tôi khổ như vậy. Là bác ngồi bác than rồi mà mình không có dính dáng, bác hỏi sao bác ngồi đây khóc vậy, thì bác hoài đi tới thăm cái chùa đó, nói vậy mà nó thôi được rồi, để hoài lo cho, đi kiếm được cho bác góc nào đó bác ngủ, vậy bác nhớ mình hoài. Quý vị biết không, chỉ cần kiếm cho bác cái chỗ ngủ thôi mà giờ mỗi lần đi đâu mà gặp bác cũng có ăn hết đó. Vì sao? Hồi cái tiểu hướng cái đại. Có những cái việc làm rất nhỏ mình thấy không có gì hết trơn á, nhưng mà người ta nhớ mình hoài, phải vậy không nè? Có những việc như vậy, nhưng mà khi chúng ta làm đừng có đặt không biết việc này nhỏ hay lớn, không cần. Làm là cứ làm, biết cái nào nhỏ, biết cái nào lớn, phải không? Đối với con kiến, cái chuông này là lớn, mà đối với người mình thì cái này trung bình hoặc là nhỏ, phải không? Đối với chùa này, tượng Phật này là vừa đủ, nhưng mà mang cái tượng này mà lên trên kia thì nó làm sao? Nó luốt đi. Vì trên đời này không có cái gì lớn mà cũng có gì nhỏ. Nhỏ lớn là nó tùy theo cái địa phương, cái quốc độ, cái hoàn cảnh thôi, chứ không có gì lớn, cái gì nhỏ hết. Việc làm rất nhỏ mà tâm lượng bao la thì nó vẫn lớn như thường. Cho nên ông Di Ma Cật, cái nhà có chút xíu mà 3.000 Bồ Tát vô ở, nói chuyện làm sao nghe tin được? Không phải đâu. Nhà có nhỏ nhưng mà lòng thì rộng, ai vô đó mà không được, phải không? Cho nên mình thường nói đó, ăn thì nhiều chứ ở có bao nhiêu. Mình mà rộng lượng rồi thì ở chật vẫn thấy vui. Dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Thiếu ăn thiếu mặc mà gia đình đầm ấm thì ai mà không cười. Còn ăn thì cao lương mỹ vị mà ngày nào cũng chan nước mắt hết thì thôi chan nước mắt đi, khỏi nấu súp làm chi cho nó tốn. Nấu vào nguyên cái cá làm chi mà phải pha thêm nước mắt, khỏi, cứ chan nước mắt ăn. Có nghĩa là mình sống trong đời, mình biết tri túc thì cái gì nó cũng xong, còn không tri túc thì không bao giờ đủ. À, giờ có ai có thắc mắc gì nữa không? Bây giờ quý vị nắm được ba chữ đó chưa nè? Phước đức, công đức và hồi hướng. Làm việc gì cũng cứ hồi hướng đi.
đừng có hồi cho mình không. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng không? Thấy không? Nghĩa là trong 7 phần công đức mà mình hồi hướng cái người kia hưởng có 1 phần à. Còn mình tới mấy phần? 6 phần. Thay vì sao? Nhờ cái tâm lượng của mình. Nhờ cái tâm lượng rộng á. Có thầy đó thấy lên để tụng kinh mà thấy phục nguyện rồi cái bà già bà nói, cái bà hàng bà đó bà nói vui bà nói nhớ thầy con mời thầy, con trả tiền thầy, con thỉnh thầy tới tụng mà sao thầy tụng con nghe sao có chúng sanh đồ trong đó vậy, vậy rồi chồng con chia cái gì thầy, thấy không? Thầy ông nói không được đâu, mình phải cầu cho tất cả chúng sanh mới đủ phước. Vậy hả thầy? Vậy thì con có một yêu cầu nhỏ, ai thầy cũng cầu hết trừ cái bà hàng xóm ra. Ai thầy cũng cứ cộng vô đi, thấy không? Ai thầy cũng pháp với, gọi là ai thầy cũng ra thầy cùng pháp với chúng sanh trừ bà hàng xóm. Ủa quên chỉ lộn bên này. Phải chỉ bên này có ăn. Vậy là mai hết nước ổi nước xoài vũ rồi. Cho nên mình biết là cái việc hồi hướng của mình đó nó hay lắm nha. Đạo Phật mình có một cái rất là hay. Ngay cả khi mình ngồi mình nghe giảng cũng vậy. Xong cái bài giảng cái mình hồi hướng, có nhiều khi mình thắc mắc, ủa có cái gì mà hồi hướng? Có chứ. Hồi hướng đó là gì? Có nhiều người mình đang có cái phước mình được ngồi đây với nhau và cùng nghe những cái đạo lý với nhau. Nhưng mà trong khi giờ phút này có rất nhiều người sao đang không được cái đó. Cho nên bây giờ mình phải hồi hướng cầu cho mọi người cùng đủ cái thiện duyên với mình, phải không? Cho nên cuối cùng mình nguyện sao? Nguyện cho pháp giới chúng sanh đồng tu thập thiện, phải không? Đồng niệm Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Cầu cho mọi người được vậy. Niệm Phật A Di Đà rất đơn giản mà đâu phải ai cũng làm được chuyện niệm Phật Di Đà đâu. Cho nên chỉ cần tâm của người ta còn khởi một niệm A Di Đà Phật, đừng có chê. A Di Đà Phật đỡ lắm rồi, còn hơn là không khởi niệm để rồi A Tỳ Địa Ngục. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên nhìn cho kỹ, cho sâu thì chúng ta thấy rằng ai trên đời này một niệm lành người ta khởi trong tâm, chúng ta đều phải cung kính hết. Dù chỉ là 4 chữ A-di-đà Phật hay dù chỉ là 2 chữ Mô Phật, vì trong tâm người này vẫn còn có thiện, có lành, cho nên mới thốt ra được một lời Mô Phật. Còn không thì thế gian này cũng thiếu gì ngôn từ để người ta dùng, mà người ta không dùng mà người ta lại Mô Phật. Phải vậy không nè? Hồi cái đó, hướng về cái thiện đó, tự nhiên mình có thể chấp nhận, tiếp nhận, tiếng Anh gọi là appreciate người ta một cách rất dễ dàng. Vậy quý vị có hiểu ý Pháp Hòa nói cái chữ hồi hướng ngày hôm nay không? Rồi, bây giờ có ai có thắc mắc gì không? Có ai có gì hôm qua Pháp Hòa nghe nè, có cô nè, nó có nhiều câu hỏi lắm mà không dám hỏi đó. Ai vậy? Ai dám thì có thưởng. Có không? Mình còn 5 phút nữa. Có không? Dạ không có, phải hỏi nha. Ai mà giơ tay trả lời trước là có thưởng. Ngày hôm qua tối á, hai chú Phật tử mà Pháp Hòa đang ngồi chơi chùa về hết còn hai chú thôi, thì hai chú đó mới đi chạy ra ngoài mua nước. Thì Pháp Hòa ngồi trong nhà một mình, thì Pháp Hòa mới lấy cây viết ra, Pháp Hòa làm câu đố. Thì trong thời gian quý vị đó đi mà Pháp Hòa làm được 10 câu đố. Đố Phật Pháp thôi mà thành thơ. Giờ quý vị Pháp Hòa hỏi mà quý vị chỉ trả lời thôi, dễ lắm. Có muốn thử không? Ai muốn thử? Giờ Pháp Hòa đọc trước nha. Tam gì quý nhất thế gian? Ủa, không thấy giơ tay. Rồi, tam gì tiếp dẫn lên đàn về Tây? Tam gì? Tam gì?
Tam gì tiếp dẫn? Tam thánh. Là tam thánh là ai rồi kể nghe nè. A-di-đà, Quan Âm, Thế Chí, ba vị đó nguyện tiếp dẫn mình lên đường về về Tây. Tam gì đọc ta ngất ngay. Trời ơi, cái câu chữ nó rõ ràng vậy. Tam gì mà làm mình ngất ngay? Tam độc là gì? Tham sân si. Thấy không? Tam gì ta phải tháng ngày đảo đêm? Tam gì? Hả? Dám nói tam nương lắm à. Biết tam gì không? Tam chướng đó. Phải không? Phiền não chướng, sở tri chướng. Và ai nhớ cái chướng nữa? Không nhớ hả? Pháp Hòa cũng quên rồi. Đó, Pháp Hòa làm được 4 bài thơ lục bát, mà 3 bài thơ đố về số 3. Pháp số mà. Tam gì quý nhất thế gian là tam bảo, phải không? Tam gì tiếp dẫn lên đàn về Tây là tam thánh. Tam gì độc ta ngất ngay là tam độc, tham sân si. Tam gì ta phải tháng ngày đảo điên là tam chướng. Phải không? Sở tri chướng, phiền não chướng và nghiệp chướng. Phải không? Rồi bây giờ nè. Vườn gì Phật đã giáng sanh? Vườn là gì? Vườn Lộc Uyển. Trời Phật. Phật mà sanh ở Lộc Uyển hả? Vườn Lâm Tỳ Ni. Không? Vườn gì Phật đã giáng sanh? Cây gì hoàng hậu vịnh cành hạ sanh? Cây gì? Cây vô ưu. Phải không? Đố ai nhớ được tên thành? Thành gì? Ca Tỳ La Vệ. Phải không? Ngày nào Phật đã giáng sanh cõi trần? Rằm tháng tư. Dễ không? Dễ quá ha. Rồi, cây gì thái tử ngồi thiền? Cây bồ đề. Bao nhiêu ngày mới đắc liền quả cao? 49 ngày. Mấy năm khổ hạnh lao sao? 6 năm. Trời giỏi quá. Bao nhiêu tuổi mới nhập vào Như Như? Nhiều. 80 tuổi. Tự nhiên cho ta thêm 2 tuổi. 80 tuổi Phật nhập Niết Bàn. Pháp Hòa nhắc lại nha. Thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới cây bồ đề. Cho nên câu đố là cây nào thái tử ngồi thiền là cây bồ đề. Bao nhiêu ngày mới đắc liền quả cao? 49 ngày. Mấy năm khổ hạnh sao lao sao? Sanh sao chứ. Mấy năm khổ hạnh sanh sao? 6 năm. Bao nhiêu tuổi mới nhập vào Như Như? Đó là 80 tuổi. Đố ai nhớ hiệu Phụ Vương? Phụ Vương tên gì? Tịnh Phạn. Đố ai nhớ mẹ Danh Phương là gì? Tên gì? Ma Gia. Kết duyên công chúa Chi Chi? Gia Du Đà La. Nhớ đi, Ấn Độ dễ nhớ, cái gì cũng A hết. Thái tử Tất Đạt Đa sanh ở Ca Tỳ La, phải không? Mẹ tên là Ma Gia. Công chúa vợ là Gia Du Đà La. Cái gì vậy? Nó kêu tiếng à đó. Kết duyên công chúa Chi Chi là công chúa gì? Gia Du Đà La, phải không? Hạ sanh hoàng tử tên gì nhớ không? La Hầu. La Hầu La. Dễ quá phải không? Giờ cho 1-2 câu nữa. Tứ gì Phật dạy đầu tiên? Trời ơi, chịu không nổi. Tứ gì đã phải triền miên kiếp người? Tứ gì? Tứ khổ. Rồi liệt kê ra tứ khổ đi. Đúng rồi, sanh lão bệnh tử làm triền miên kiếp người, phải không? Tứ gì rộng lớn trùng khơi? Cũng chưa hẳn. Tứ gì mà rộng lớn trùng khơi? Tứ gì? Tứ đổ tường hả? Tứ gì?
tứ hoằng thể nguyện. Đọc nghe thử đi. Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thanh. Nguyện lớn trùng khơi, phải không? Tứ gì ta phải đời đời nhớ ơn. Tứ ân, rồi đọc coi tứ ân là gì. Ân cha mẹ, ân quốc gia, ân thầy bạn và ơn chúng sanh. Rồi một câu nữa ha. Ngủ gì chiêu dụ con người. Dám nó ngủ ly bì lắm. Ngủ gì? Ngủ dục. Ai mới nói ngủ gì vậy? Ngủ gì hương à? Quý vị muốn liệt kê cũng được vậy thôi, ha? À, nhất dương chỉ, nhị thiên đường, tam tông miếu, tứ độ tường, ngũ dị hương, lục mạch thần kiếm, phải không? Toàn chân thất tử, bát bủ, rồi gì nữa? Cửu âm chân kinh, thập loại cô hồn. Rồi ngũ gì Phật tử làm người giữ theo. Trời ơi, đúng là Phật tử Regina. Ngũ giới, phải không? Rồi bây giờ liệt kê nghe ngũ giới coi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhớ nhá. Rồi ngủ gì khi ăn hành theo. Dám nói là ngủ dị hương lắm á. Ngủ gì biết không? Ngủ quán. Khi ăn mình phải quán theo năm điều đó. Bây giờ năm quán này là gì nè? Một là so sánh. Mình phải so đo cái thức ăn này từ đâu mà đem đến. Tiếng Hán gọi là nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Từ đâu mà đến? Bây giờ cái câu còn 2 phút hả? Rồi. Thứ hai là so sánh đức hạnh của mình đủ thiếu mà thọ của cúng dường. Thứ ba, khi ăn phải phòng tâm tội lỗi, tham là cội gốc. Thứ tư, ăn đây là chỉ vì trị cái bệnh khô gầy chứ không phải vì tham đắm món ăn. Thứ năm là vì muốn thành đạo nghiệp mà thọ món ăn này. Rồi cái cuối cùng là ngủ gì? Ủa? Ngủ gì Phật giáo cờ treo rộn ràng. Ngũ sắc, ai nhớ năm màu đó không? Xanh, vàng. Rồi giỏi, hết bài. Chắc hôm nào mình sẽ mở một cái cuộc đố vui để học ha. Chia làm hai phái ha, Nga Mi với lại Võ Đan. Thôi bây giờ xin Pháp Hòa xin được cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa có cơ hội đến đây và sinh hoạt với đại chúng trong cái mùa Vu Lan này. Và một lần nữa xin cầu nguyện cho đại chúng luôn luôn tâm Bồ Đề bền vững, chí tu học kiên cố và mãi mãi làm những người Phật tử chân chính trong chánh pháp của Như Lai. A Di Đà Phật. Và xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể.